Thành công không phải là hành trình đơn độc mà là chiến thắng của tập thể. Đó không chỉ là những chiến thắng ích kỷ mà còn là nâng đỡ người khác khi chúng ta leo lên. Trong thế giới kinh doanh, chúng ta thường bị cuốn vào những mục tiêu cá nhân, theo đuổi những mục tiêu và ước mơ của riêng mình. Nhưng để tôi nói cho bạn biết, điều kỳ diệu thực sự sẽ xảy ra khi chúng ta đoàn kết với nhau như một đội. Hãy tưởng tượng một thế giới nơi thành công không được đo lường bằng những thành tựu cá nhân, mà là bằng cách bạn giúp đỡ người khác trong việc đạt được mục tiêu của họ. Khi bạn hỗ trợ người khác trong việc đạt được mục tiêu, bạn không chỉ tạo ra một đội ngũ mạnh mẽ mà còn mở ra cánh cửa cho những cơ hội không giới hạn. Vì vậy, hãy biến nó thành một nhiệm vụ để truyền cảm hứng cho những người xung quanh bạn, đỡ họ, hướng dẫn họ và quan sát khi thành công của bạn tỏa sáng lên một cách mới mẻ. Hãy nhớ rằng thành công ngọt ngào hơn khi được chia sẻ. Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình này, nơi chúng ta đo thành tựu của mình không bằng những chiến thắng cá nhân, mà bằng sự thành công của toàn bộ đội ngũ.